Xin chào mọi người đã trở lại với kênh của mình ha. Hôm nay thì tiếp tục là quay cái vườn cà pháo của mình cho các bạn xem nha, cũng như là sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách xử lý khi cái cây cà pháo của mình mà nó bị vàng lá nha mọi người ha. Thấy có nhiều bạn nhắn tin hỏi mình ở bên Facebook á, các bạn cứ hỏi là cây cà pháo của bạn bị vàng lá, bây giờ mình xịt những cái loại thuốc gì để cho nó hết. Thì đó là câu hỏi chung của các bạn ha, mà khi mà các bạn nhắn tin các bạn hỏi mình á. Thì đối với cái cây cà pháo này nè, hoặc là cái cây cà tím á các bạn, mà nó bị cái triệu chứng mà vàng lá thì mình phải nói về cái nguyên nhân của nó. Cái nguyên nhân của nó là cái nguyên nhân thứ nhất là nó bị ảnh hưởng là từ bọ trĩ ha. Khi cái cây của mình mà nó còn nhỏ các bạn thì nó sẽ cắn những cái đọt như thế này nè, và nó sẽ bị vàng lá ra dần dần. Và cái thứ hai nữa là khi mình đi đậm phân quá nó cũng bị vàng lá nữa, hoặc là nước nó ngập nhiều các bạn nó cũng bị vàng lá nữa. Thì đó là một số cái nguyên nhân mà cây cà pháo của mình mà nó bị vàng lá ha. Thì khi mà mình đã biết được cái nguyên nhân rồi các bạn, thì mình sẽ dựa vào cái nguyên nhân đó mà chúng ta xử lý. Ví dụ như cái cây của mình mà nó đi mà nó đậm phân quá đi, nó cũng bị vàng lá, nó bị mà dư phân các bạn, thì bây giờ thì mình sẽ xịt dưỡng lại. Thì ở đây thì các bạn có thể là xịt cái thằng là humic trong biển ha, hoặc là thằng cơm cát, hoặc là thằng atunit. Thì ba là cái loại đó các bạn, thì bạn chọn cái loại nào các bạn xịt cũng được. Mà mình xịt dưỡng ở trên cái cây cà pháo này các bạn, là mình ở đây là mình sẽ xịt xương qua thôi, chứ mình không có xịt cho ướt nữa, cho nó ướt lá. Nếu như mà các bạn mà xịt nó ướt lá các bạn thì nó rất là dễ bị nhiễm khuẩn nha. Ví dụ như mình xịt sâu á này nọ thì mình xịt cho nó ướt lá được. Thậm chí là mình xịt rầy các bạn, mình phải quay cái đầu bét lại, mình xịt nó ở dưới những cái tầng lá nè đó, thì chúng cái con sâu hoặc là con rầy thì nó mới hết được. Còn đối với mà xịt dưỡng á thì các bạn cứ xịt xương qua là được rồi. Ví dụ như một gói atonit đi, mình pha với là 16 lít nước các bạn xịt xương qua, các bạn xịt nó vừa ướt thôi, dài hàng vậy là được nha các bạn ha. Các bạn không cần phải là xịt kỹ, nhưng mà thông thường các bạn xịt dưỡng, các bạn xịt khoảng đâu là 5 giờ chiều ha, nó sẽ rất là tốt nha mọi người. Ở đây thì chia sẻ cái kinh nghiệm của riêng mình. Còn cái trường hợp thứ hai nữa là cái cây cà pháo của mình mà nó bị vàng lá mà do nó ngập úng á, thì ở đây thì bạn lên là rút nước lại. Tại vì trồng cà pháo các bạn thì các bạn phải trồng ở trên cái nền đất cao. Có nhiều bạn là trồng ở dưới ruộng á, thì khi mà cái mùa mưa nó lên các bạn, nước nó ngập á, thì cây cà pháo của mình cũng bị vàng lá. Thì do đó thì mình sẽ xử lý nước nó nha, rồi sau đó thì mình sẽ bón phân cho nó. Ở đây thì các bạn là nên thêm cái phân kali cho nó ha, để cho cây của mình nó chắc cây lại, hoặc là xịt thêm cái thằng Antracon nữa nha mọi người, thêm kẽm cho nó đó. Thì đó thì cây cà pháo của mình thì nó sẽ phát triển rất là tốt ha. Thì đặc biệt là cái cây cà pháo này là nó cần cái nhiều cái kali nha mọi người, ăn cho nó lùn á, chứ đừng cho nó cao quá nó ăn nó mau tàn. Trong những cái video trước thì mình có chia sẻ cho các bạn ha. Ở đây thì cà pháo của mình thì nó cũng tương đối nha mọi người, nó không có được tốt mấy đâu. Trồng cà pháo mà càng tốt á là nó càng không có trái. Đó thì mình chia sẻ cho các bạn, đó là thiệt tình luôn, các bạn nào tin cũng được, không tin cũng được nha. Ở đây thì mình chia sẻ cái kinh nghiệm của mình thôi. Bạn coi này, cái cây này nè, nó phải thấy trái ghê không, mà nhìn nó đâu có tốt mấy đâu nè, nhưng mà nó trái nó ăn hoài luôn á nè. Cây nó lá nó cũng rất là sần sùi thôi, chứ nó đâu có được suôn sẻ như những cái lá này đâu, nhưng mà trái nè đó mọi người xem ha. Ăn thua là mình trồng cà pháo là nó trái nhiều hay ít thôi, còn nó bự hay không bự, cái trái nó bự nè. Đây chia sẻ thêm cho bạn về cái phần thuốc nè. Đối với mà trong cái giai đoạn mà cây cà pháo của mình á, mà nó đang ra quả như thế này nè, các bạn muốn trái nó to bự mà nó bóng láng á, các bạn xịt cho mình là cái gói là Power F95 ha, hoặc là bạn rải phân 20-15, bạn kèm thêm cái thằng là canxi bo ha, cái liều lượng là 73. Ví dụ như là 7kg phân 20-15 đi, mình sẽ pha với là 3kg là canxi bo ha, mình bón cho nó là trái của mình nó to bự ha. Còn bạn nào muốn xịt á thì xài thằng Power F95 ha là được. Cây cà pháo này thì nó cũng dễ mọi người, chứ không khó đâu. Các bạn dòm dưới cây cà pháo này để mình ngồi xuống. Mận ra nè, nó cỏi cỏi như chứ trái, bạn cho nhìn nó trong những cái nách lá nè. Đó các bạn thấy không? Nè, trái rất là nhiều. Đây, đó. Thì ở trên YouTube bây giờ các bạn thì mình thấy cũng có một số bạn chia sẻ về chủ đề là trồng cây cà pháo các bạn, nhưng mà các bạn chia sẻ lo thoáng qua thôi, chứ mà không có tập trung cái chủ đề như mình đâu. Mình nói thật. Thì các bạn xem thử, các bạn lên search YouTube, các bạn search là cách trồng cà pháo coi, thì nó sẽ ra những cái cà pháo kiểu như là người ta quay những cái mô hình để cho các bạn mà trồng kinh doanh thôi, kiểu như vậy. Với lại người ta bán hạt giống này nọ. Thì ở đây thì mình cũng chia sẻ cho các bạn về cái bán hạt giống nữa.
Tại vì mình trồng kiểu như mình trồng kinh doanh các bạn, rồi mình bán trái rồi mình bán hạt giống luôn. Nhưng mà ở đây thì mình sẽ hỗ trợ cho các bạn về cái mặt là cách xịt sâu, xịt thuốc nó như thế nào nha mọi người. Ở đây thì mình sẽ không có giỏi, nhưng mà kiểu như mình biết cái gì thì mình chia sẻ cho các bạn. Những cái đó thì có những anh mà trồng trước thì có thể là mấy anh giỏi rồi. Ở đây mình nói là về cái kinh nghiệm của mình thôi, với lại mình cũng không có muốn mà đụng chạm đối với những cái anh máy, tại vì lâu lâu các bạn có mấy anh vô cà khịa mình kiểu vậy. Thì quan trọng thì mình trồng được thì mình mới chia sẻ cho các bạn thôi. Ở đây nè, thì ở đây thì mình trồng trái cũng rất là ok nha mọi người ha. Nè, các bạn xem đi. Và giá cà pháo là hiện tại bây giờ thì hiện tại là nó mới tuột nha các bạn ha. Trước đó là nó 9.000 nhưng mà nay thì còn có 7.000 thôi. Nhưng mà giá này thì cũng rất là ok đối với mà trồng cây cà pháo mà mình làm vườn nha các bạn. Giá cà pháo 4.000 mình vẫn có ăn. Nhưng mà 4.000 mà mình mướn công hái thì mình sẽ không có lời nha. Ở đây thì mình nói trước, 4 công mà mình mướn công hái là mình sẽ không có lời. Nhưng mà mình hái nhà thì mình vẫn có lời nha mọi người ha. Ví dụ như mà giá cà pháo mà nó rẻ quá thì mình sẽ chọn những cái dòng phân mà nó rẻ tiền, mình bón, mình cầm chừng cho nó nha. Còn nếu như mà giá cà pháo nữa mà nó ăn tầm đâu là từ 9.000, 7, 8.000, 9-10.000 các bạn, thì các bạn cứ rải 20-15 cho mình đó. Và cũng có một số bạn là hỏi mình là bón cái phân chuồng cho cây cà pháo có được hay không, là phân bò nè, rồi phân vịt nè, rồi phân gà nè. Có nhiều bạn nhắn tin hỏi mình như vậy luôn á, không biết các bạn đó có xem được cái video này hay không. Thì mình cũng trả lời cho các bạn đó rồi, là nếu như mà phân chuồng á, phân hữu cơ các bạn, thì mình phải ủ cho nó trước một tuần lễ hay gì đó. Nói chung là ủ cho nó quay mục thiệt là mục đi, nhưng mà đặc biệt là phải có trico đặc ma vô ha, cho nó mau và tan các bạn nó, rồi mình hãy bón cho cây cà pháo của mình nó. Chứ mà phân ba cái phân bò các bạn mà bạn mới phơi dốt dốt các bạn bón các bạn thì nó rất là nóng, nó bị vàng lá luôn á. Thì đó là một trong những cái trường hợp mà cái cây cà pháo của mình mà nó bị vàng lá nha các bạn ha. Nó phạm phân á, nóng quá nó cũng bị vàng lá vậy. Các bạn xem nè, ở đây thì mình cũng đi cái bét nha mọi người ha, hệ thống ống nước tưới tự động. Cái bét này á nó rất là dở, mọi người mốt trồng sau các bạn đừng có xài cái loại này. Cái lúc mà ban đầu mình mới làm các bạn, mình cũng không có gành về cái phần bét nữa. Sử dụng ba bét này nó hao nước lắm. Muốn xài bét á là phải xài những cái bét nhuyễn. Đây nè các bạn, xài bét như thế này nè, tưới rất là đẹp luôn, nước nó rất là nhuyễn và nó rất là đều, mà nó đặc biệt là nó không có hao nước nữa nha mọi người ha. Ở trong mùa khô mà tưới ba cái bét bự này rất là hao nước luôn. Thì đối với những bạn nào mà gần sông thì các bạn cứ thoải mái, còn nếu như mà ở như mình là không có gần sông thì mình phải chọn những cái bét nhuyễn để mình tưới rồi. Để quay cho các bạn xem cái lón này nữa thì mình sẽ tạm dừng nha. Thì bạn nào mà cần mua hạt giống thì cứ liên hệ qua cái Zalo của mình nha các bạn ha, 0974408251 ha, mình sẽ ship cái đường bưu điện cho các bạn nha. Đây các bạn, bạn xem cái vườn của mình ha, mình trồng cũng nhiều lắm chứ không phải là có nhiêu đây đâu. Tự như là mình ở khúc này nó gần nhà mình quay cho các bạn tiện. Cái đợt cái khúc này là mình trồng bí hồ lô không á, còn bên hàng rào này là mình trồng bí đao, mà nay mình dẹp hết rồi, mình trồng cà pháo. Còn bí hồ lô các bạn thì nay mình cũng trồng lại là hai mấy dây ở trên chỗ cái vườn chanh của mình á, để mình quay mình chia sẻ cho các bạn. Tại vì thấy nhiều bạn cũng hỏi mình bây giờ mà không trồng thì đâu có lấy gì mình chia sẻ thực tế cho các bạn đâu. Thì bạn nào mà đang quan tâm thì hãy đăng ký kênh của mình nha, cũng như là thấy mình chia sẻ cũng được á, thì các bạn có thể là đăng ký kênh của mình nha, cũng như là bấm nút like nha mọi người. Rồi thì mình xin được mến chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái video gần nhất của mình nha. Rồi thì mình xin chào.